Theo thông báo chính thức từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, hai đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ có trận đấu giao hữu vào ngày 10 tháng 10 tới. Đây là màn chạy đà mang tính chất để hai đội hướng tới vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở lần chạm trán gần nhất, tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng ấn tượng 3-1 tại Mỹ Đình. Theo phân tích của hãng truyền thông Sina, không phải ngẫu nhiên mà Liên đoàn bóng đá Trung Quốc lại gửi lời mời giao hữu tới tuyển Việt Nam. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã cân nhắc rất kỹ để chọn lựa các đối thủ cho đội tuyển quốc gia nước này và tuyển Việt Nam được coi là đối thủ phù hợp nhất cho đội quân của huấn luyện viên Jankovic. Tuyển Trung Quốc muốn tăng dần độ khó trước thềm vòng loại World Cup 2026. Sau khi đã đá giao hữu với hai đội ở Đông Nam Á là Myanmar và Malaysia trong tháng 9, thì tuyển Trung Quốc chọn đá với tuyển Việt Nam trong tháng 10. Đây là phương án để tuyển Trung Quốc tìm hiểu kỹ hơn về các đội ở Đông Nam Á nhằm hướng tới một chiến thắng trước tuyển Thái Lan ở trận mở màn vòng loại World Cup 2026. Trận đấu gặp tuyển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng để tuyển Trung Quốc hướng tới kết quả tích cực trước Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Theo Sina, việc để thua tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình đã ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ bóng đá Trung Quốc. Bây giờ, tuyển Trung Quốc cần bình tĩnh đối mặt với những đối thủ làm họ bị tổn thương, nên tuyển Việt Nam chính là đối thủ phù hợp nhất để tuyển Trung Quốc rèn bản lĩnh trước khi thi đấu ở vòng loại World Cup 2026. Hơn nữa, tuyển Việt Nam và Thái Lan có sức mạnh tương đương và lối chơi cũng có một số điểm tương đồng nhất định. Sự lo lắng này bắt nguồn từ lực lượng của tuyển Trung Quốc trước thềm trận tái đấu với tuyển Việt Nam. Cách đây không lâu, tuyển Trung Quốc đã gây thất vọng với việc bị Malaysia cầm hòa, sau đó để thua Syria ngay sân nhà. Hai trận thua này khiến huấn luyện viên Jankovic chịu nhiều sức ép và truyền thông Trung Quốc cho rằng đội tuyển quốc gia nước này đã quá già nua để có thể cạnh tranh khi bước ra sân chơi châu Á. Ở hai trận gần nhất, huấn luyện viên Jankovic sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ đã trên 32 tuổi. Truyền thông Trung Quốc cho rằng các tuyển thủ của họ đã quá già nua, không thể làm chủ trận đấu khi phải chạm trán với các đối thủ có thực lực. Chính vì lẽ đó, tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ thay máu lực lượng trong ít ngày tới. Rất có thể huấn luyện viên Jankovic sẽ đưa ra nhiều phương án thay đổi về nhân sự để chạm trán với tuyển Việt Nam. Sina, ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc sẽ bổ sung thêm một số cầu thủ vừa thi đấu ở ASEAN như Chu Chenji, Zhai Weijun, Liu Yang, Gao Tini, Tan Long, Fang Hao. Tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ dùng nhiều cầu thủ trẻ thi đấu với tuyển Việt Nam. Tại ASEAN, đội Olympic Trung Quốc vừa thi đấu khá ấn tượng. Các cầu thủ được đánh giá là đạt phong độ khá tốt. Tuy nhiên, nếu được bổ sung lên đội tuyển quốc gia, họ chỉ có quỹ thời gian nghỉ ngơi quá ít và khả năng hòa nhập của họ khi lên đội tuyển quốc gia cũng là một dấu hỏi. Điều này có thể gây ra khó khăn nhất định cho đội bóng Đông Á trước khi tái ngộ tuyển Việt Nam. Ngoài ra, tờ Sina cũng cho rằng ở trận đấu sắp tới gặp tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc có thể sẽ triển khai lối chơi tấn công để tập luyện các miếng đánh trước khi đối đầu Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, tuyển Trung Quốc lại thường gặp vấn đề trong quá trình chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Khi đó, tuyển Trung Quốc sẽ phải rất dè chừng.